dân vận quy quỷ tổ chức hội nghị công tác dân vận quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo tỉnh quyện đã ghi nhận biểu dương những thành tích trong công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cấp ngành, các đơn vị địa phương trong huyện cần đẩy mạnh công tác giám sát phản biện xã hội, công tác dân vận với tập trung hướng nhà cơ sở, bám địa bàn phụ trách khuyến khích và nhân rộng các mô hình gương điển hình tiên tiến, nhất là trong việc thực hiện các mô hình dân vận khéo, dân dần khéo trong xây dựng quyền nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh, đô thị văn minh, đa soát các mô hình để tiếp tục nhân rộng các mô hình hay có hiệu quả, cũng như củng cố hoặc loại bỏ các mô hình không còn phù hợp, tiếp tục tổ chức các diễn đàn theo chủ trương hướng về cơ sở trong năm 2023 tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên hội viên. Dịp này, Ủy ban nhân dân quyền khen thưởng 6 tập thể có thành tích trong công tác dân vận năm 2022.